chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Đây là mì ý. Điều này có mấy que tính. Que tính, ui. Ê, khéo gãy. Que tính làm gì? Tí nữa. Cái này không? Mày thấy ai ăn que tính bao giờ chưa? Cái này năm trước em cũng mua. Mày cần gì phải mua? Ôi gãy, kiểu thế. Trời gãy à. Nào, que tính nó dẻo lắm à. Bóc im, bóc vào đấy, ui, nhiều thế nhỉ. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Khói quá. Hôm nay anh em mình sẽ làm một món rất là kinh điển. Đó món này á? Bóc ạ. Món gì đấy? Mình xem hạn sử dụng cái không lại như hôm trước ăn đây là bị đồ tung, Tây tung. Đây cũng là đồ Tây đấy. Đây là bị tung sờ móc rồi. Mình xem chắc là cái này bị rách. Mình xem hạn sử dụng không cái xem. Hôm trước ăn đồ Tây. Oh, bị cái đấy bị bục cái sao nó móc một móc pha ném cái gì này. Mời xem cái hạn cái sử dụng cái nào bị rách là móc xem hạn sử dụng cái đây này rách chuột cắn này dán là sẽ bị móc anh ạ à. Anh không biết cái gì căn bản là mấy cái đồ Tây nó đây là mì ý mọi người hay làm mà sao cứng đấy ăn đâu được phải làm mềm nó ra đi. Mọi người hãy làm món này sốt spaghetti nhưng mà ngon không ấy? Hôm nay anh em mình sẽ xào trứng. Cái này ăn còn ăn được không? Không kiểm tra là cái này mấy còn cái đồ Tây này, xem nào. Được. Ôi. Được. Được. À, mơ. Hey. Hôm nay cha sẽ dạy cho các con chính là câu chuyện bó đũa. Một chiếc có thể bị gãy được, hai chiếc có thể bị gãy được, một bó cũng dễ dàng bị gãy được. Khá là nhiều đấy, trông thế này thôi. Hai bó cũng dễ dàng bị gãy được. Mày bị rồ à? Bị móc mất một gói vì chuột nó, hôm trước mình để chuột nó gặm cứ tưởng là cái đồ Tây nó khó. Đây là mì ý, như hôm trước anh em mình ăn cái đồ gì nhỉ? Mì khô. Đồ mì... Nhật điên à? Sushi sashimi đấy, không để ý cái hạn sử dụng, ăn xong mới biết là hết hạn sử dụng rồi. Thế nên là mọi người đi mua đồ nhớ kỹ vào cái date nhá. Chứ hết đát là hơi nguy hiểm đấy. Vì đau bụng chết toi. Đấy, bây giờ phải làm cái mì ý này cho nhưng nó. Mà em lại chưa ăn cái này vì ta tháo đuổi thế. Sao? Ta đuổi. Đuổi gì? Cái này sao? Không, mì ý rồi, ngon lắm ấy, nhìn này. Mọi người hay. Anh ăn chưa mà biết. Hoài, mì ý ngon lắm. Tao ăn ngoài quán rồi. Hoài. Nhưng mà tự mình làm sẽ ngon hơn. Ý, tao ăn ngoài quán ấy. Ừ, em được ăn rồi đấy. Mày ăn bao giờ? Em được ăn rồi, người ta bảo không ngon. Mì ý, mọi người hay sốt spaghetti cái gì nhỉ? Tao méo mồm tự. Sốt spaghetti. À, đúng rồi. Kim chi. Sốt kim chi. Cái gì? Spaghetti. Không phải mà, kim chi. Chán. Ai, nổ ra hơn à? Anh mềm đấy anh. Nổ ra. Mày vừa cho trứng vào đây phải không? Anh dở hơi rồi, em cho trứng vào. Chó là chó. Anh biết. Phải cho nó mềm ra mà trong thế em cứ một cái xem nó có dẻo không xem một cái thôi nhựa đâu đây đồ nhựa thật gì làm cái hàng vách người ta bảo là ôi phản ấy giòn này vẫn là mì nhưng mà sao tính các ai đồ đang tập bốc đầu à, gậy như ý
chín tới thì chín sao? Tới. Ừ, không biết cái chảo kia của mình. Này anh ơi, cái que dài quê như que tính này thì sao được đi? Cho cái chảo sao? Sao trứng? Thì nó nhũn ra đi. Nhũn ra. Thế chín nó chả thế. Cái này còn sôi. Cái này đun nướng mà đến tối. Đây là. Bây giờ em thấy nó giòn cực cực. Tí nữa vớt. Dọn vào cái túi bóng đi. Bây giờ mà đi câu được con cá mà cho vào đi. Thế em xin một quả em ạ. Chín rồi, được rồi, được rồi. Xem được chưa, được hẳn chưa. Vớt nhá. Mà không được. Nào, cháy 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 cháy. Em ăn chẳng thấy có vị gì đâu. Thì làm gì nó đã có vị gì. Sao nó dai đấy nhỉ. Tâm vả đâu bây giờ. Cái này là dính lắm. Thế rồi kiếm. Có một khán giả không nào? Anh em mình ở đây cũng có. Một khán giả gọi là tục sơ bóc. Nè. Ăn nó hay lắm. Ăn như kiểu cắn cao su ấy. Thử lá ra. Nhờ, cái này ăn như kiểu cắn cao su ấy. Ôi dồi. Yêu ơi, nó nổ. Mình đổ ra đây để cho nó ráo nước mà. Nó nổ, mà cái này còn chưa nổ hết cơ nhỉ anh nhờ. Mà nó ráo nước mà. Nó nước ấy. Mà không, biết thế không cần đổ luôn. Không có, không có tí nước nào luôn. Không có tí nước nào luôn. Yêu. Chà chà, nhiều ấy. Ủa, không biết cái chảo của mình nó đủ không. À đây, vẫn còn nước đấy. Đấy, mày đổ vào nước đây đi. Để một lúc nữa cái nước này hết luôn. Yeah. Khả năng là sẽ cho ra đây để cho nó đấy để mình đi chuẩn bị chảo lại. Như kiểu nước gạo à, em nổi đây. À đây là mì sắn. Đó, em đem cái nồi ra đây, rửa bằng nước lá lên tiếp. Nhưng mà tình hình rất là không khả quan mọi người. Vì cái chảo này cái số mì nó đổ phát đầy rồi, không thể xào được. À mình sẽ xào gọi là một phần thôi để cho nó ngon thôi. Tại vì những cái món siêu to khổng lồ là không ngon đâu. Tại vì nó nhiều quá, kể cả như ngày xưa mình đi nấu ăn sinh viên ấy, cái gì nấu nhiều tràn lan là nó không ngon. Thế nên mình quyết định sẽ làm một phần thôi. Một phần xào trứng, còn để lại tối về sẽ liên hoan. À, Mao Đệ Đệ sau khi vừa nghe một câu chuyện buồn của mình thì cũng buồn và đang đi giải quyết nỗi buồn. Đấy, đây là trứng gà nhà mình này. Trứng gà xo. À đâu, không phải xo nữa rồi. Để xem nào, một phần của nó được bao nhiêu nhá. Nói chung là rất là nhiều mọi người, không thể làm hết được, nhưng mình sẽ đo luôn bằng cái vùng. Đấy, một người ăn thì đây là ngon này. Đấy, tầm này. Không thể lãng phí được. Xào hết là nó sẽ vừa hỏng thức ăn mà vừa không ngon. Đấy, thôi cứ cho dư ra. Tại mình đang đói. Đấy, tầm này hơi nhiều rồi. Không ngon. Khá là hay cái mì này. Bếp củi không gọi là giảm được lửa. Chơi. Mao Đệ xong rồi kìa. vừa đi gọi là lên núi hái chè về.
nghe có vẻ là hơi nó nhiều. May mà mình không cho hết vào, chứ cho hết vào thì nó sẽ quện vào, nó sẽ không ngon nữa. Khá là ok rồi. Đó. Một câu chuyện rất là buồn. Này. Sau khi nghe câu chuyện buồn mà mày đi đâu thế? Hả? Đi tìm hiểu một câu chuyện vui. Đó thì thoải mái rồi gì? Giờ thấy kịp thời. Lấy gì lau ấy? Anh xem con giấy đây. Suối. Rửa tay, rửa chân. Suối gì? Đâu ra suối rồi đấy? Suối nữa, còn dẻo. Đây ăn thử miếng. Chưa được. Phải chín mì đã xong mới bắt đầu cho trứng mọi người. Nhưng mà sao anh nấu ít thế? Vì không đủ công suất. Mà nấu nhiều, ngày xưa ta đi nấu sinh viên ta nấu nhiều không ngon. Cứ siêu to khổng lồ là không ngon. Nấu ít đã. Nấu một chỗ này thì nó làm gì? Tối về để liên hoan. Cái lợn ăn. Liên hoan. Cho lợn ăn láo tiếc mày. Anh để một lúc nữa còn nó nở vãi ra to một cái đũa cơ. Em đoán thế. Cho lợn ăn mày. Mày nghĩ là em thì ăn thì cắn đi kiểu là cắn dây điện. Ăn mì gì mà cắn ra như kiểu cắn dây điện. Không phải mì nó thế mà chưa qua giai đoạn nấu nướng là nó thôi. Cái món như cái món anh giới thiệu ủi ngon lắm. Món này siêu thịt này, món này đồ với nhọt này, chết cá hồi đại dương này, trứng cá hồi này, cá hồi này, cá thịt cá đại dương này, các thể loại trên trời dưới biển mà lại cá biết hết mà ăn gì hóa ra là hết hạn sử dụng. Nhiều khi mình không để ý, có phải là mình con người anh cho nhiều vào bơ ngấy lắm không ngon. Ngon cái gì thế thôi, ngấy lắm. Cho nhiều vào ngấy thì ngấy bơ ngấy lắm. Mình sốt spaghetti, mình sốt kim chi. Nào mày ăn mấy quả trứng? Em ăn 10 quả. Mày điên à? Nhưng mà người ta có làm ăn trứng không? Tao chưa. Bên Hàn Quốc làm gì có trứng? Người ta hay sốt cái spaghetti. Mình chơi quả trứng. Mì với trứng rán. Không. Đây nó đóng cái trứng rán này nè. Anh không đảo luôn. 5 trứng. Chờ. Trứng cũng chỉ là một phần thôi. Nhiều quá rồi. Không được cho em nấu được không, mày không biết nấu đâu, tại vì không được đảo trứng vào đây trước để phải nó quện á, là trứng và mì luôn là nó dính, hiểu không? Hiểu không? Lấy rau đi, lấy rau đi thế chạy trứng rán. Rán cái gì, lấy rau đi, em thái ra luôn nhá. Thái rồi thái cái gì nữa, em thái được. Đợi mày đi xong rồi tao cũng biết đói. Trời mắt đẹp ơi. Gì đó? Cái bụng vào nha. Vâng. Thơm nhỉ. Anh nghe thêm trứng đi. Không, thêm trứng. Thêm trứng là ngon đấy. Không biết nó có nở ra không ấy, thì ăn giống cả dây điện thật.
mì Ý. Mì Ý rán trứng. Mì Ý xào trứng ta thấy thơm như mũi nhá. Còn em cho cái rau này nhá. Em nghĩ là phải cho thêm bơ. Mày thích ăn bơ gì? Vâng. Được, cho một thêm bơ. Tại vì nó khô khóng rồi. Chưa nghe đủ chưa? Ăn được thêm. Nhét hả? Mì Ý sốt phở cà cách tí. Ấy, lửa thảo nào tứ lúc. Anh dập mà. Ủa, thôi thôi. Nhẹ, hết sức bình tĩnh. Nó tắt rồi. Chưa. Cái gì mà chưa? Chưa. Chưa mì chưa xoăn. Vẫn nở mà. Cái này dạy cho mì tôm với cái trứng đập vào ụp cho ăn. Mình phải thử cái mì Ý nó thế nào chứ. Đồ nước ngoài không biết được đấy. Không ăn được đồ ngoại thì ta lại về quê ta. Như kiểu đi khắp thế giới không cái gì nhỉ. Không bằng ở Việt Nam. Nhưng mà cái tôm cua hoặc bố em Việt Nam không có. À. Nó mà hay lắm. Ăn hay hay mọi người. Như kiểu bột sắn ấy. Mịt gì vậy. Nói chung là loại Ý, Tây Ban Nha với Canada các kiểu khả năng là nó sẽ không bằng thảo hảo Việt Nam được. Nào cho sao vào đi em yêu ơi. Hôm nay anh phải mua. Đổ tất rau vào đấy. Hôm mua mì ăn ở Tây Út. Đổ tất rau vào đấy. Tên đấy dài dài chứ. Đấu mì dài luôn. Đấy nhá. Wow. Nice dog. Là sẽ vót vét tí rau vào. Ngon đấy. Cho rau vào không biết có ngon không nhưng mà đồ ăn đi. Anh nói cứ chật chật. Anh dán đi cho nó chín giòn này. Cho họ được chín mắm cho nó đặn. Dán chín giòn này. Vâng, đây là nồi mì Ý sốt củ cải, rau cải của mọi người. Rau cải. Trứng cải, cải trứng. Ngon đấy. Hành nước nữa. Bây giờ là sau 10 hấp dẫn đấy, mọi người ạ. Sau 15 phút là anh em mình đã hoàn thành được cái món gọi là mì Ý xào trứng Việt Nam. À, mì Ý xào trứng gà Việt Nam và rau cải và hành Việt Nam. Đó. Bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức để xem nó. Cho em thưởng thức trước. Món Tây nó sẽ như thế nào nhé. Cạp ở chỗ này này. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Trông cũng già dì phớt đấy. Này. Đây phải cho mọi người xem từng sợi mì. Đó. Cũng cái này nó được cái là đẹp nhỉ. Giờ phải làm gì? Ừ, chén. Ăn món này rất được rồi. Cũng được. Cắn khoai sống. À, mực khoai mì. Bột mì. Tức là ăn mì luộc ấy. Ừ. Hay lắm mọi người. Cũng được. Nhưng mà cắn củ sắn ấy, củ sắn sượng ấy. Để mình bán một câu xanh dờn nhá.
Nếu mà cái mì Ý này mà không có trứng với lại rau với lại hành của Việt Nam ấy, vứt. Đất. Thế. Cái lúc luộc xong ăn nó phật 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 đấy. Đấy. Còn sau khi cho thêm trứng vào. Ấy ơi, cái cọng mì này phải rắn à, sao cháy đi. Sao cháy làm gì? Cho nó giòn. Ai sao cháy? Cái gì? Cọng màu cháy ăn ngon mọi người. Mì này phải cọng, sao cháy á. Cháy vàng vàng á. Mình thấy trên tivi với kia mọi người hay sốt và cá Pepsi nhìn trông ngon quá. Mình phải thử nghiệm. Không biết sốt phở ca cái gì đấy, cứ lỗi cái từ đấy. Ăn mì spa cái tì. Ăn mì ngon người ta phải ăn thế này nè. Nó dài không toàn. Không. Rồi mình nói sau khi kết hợp vào nhau gọi là tây ta lẫn lộn rồi. Không đến mức ngon tuyệt vời nhưng mà cũng gọi là trên trên gì nhỉ? Trên cái mức mức gì? Quên mất. Anh không ngon bằng Hảo Hảo đâu. Hảo chú cay em ngon hơn. Đi khắp thế giới không bao giờ có cái gì. Cái gì nhỉ? Ta lại quên cái câu đấy. Ừ. Anh chỗ nào có trứng gì ngon? Tại vì sao là cái món này nếu mà để mà nói để mà ăn no thì mình chỉ thưởng thức thôi, ăn no không ăn no được. Vì nó độ ngon của nó không được hẳn hoi. Hay là có người thích ăn kiểu như này như anh nhỉ? Không, nhưng mà cũng ngon á. Cũng chật chật. Cũng ngon đấy. Mì này nó cũng sượt sượt. Nhưng mà khả năng nó sẽ hợp với sốt. Lại sốt cái gì nhỉ? Spaghetti. Spaghetti hơn. Mình cứ nhớ đến kim chi là nó lại không phát âm được. Họ làm thưởng thức là may lúc nãy là không đảo hết. Mình tối về thử sốt spaghetti xem nó sẽ như thế nào. Nói chung là món này ăn được mọi người, ngon. Không đến mức độ như cua hoàng đế. Quá ngon, cua hoàng đế quá ngon. Việt Nam mình đầy món ngon. Tôm hùm Nha Trang này, cua Cà Mau này. Không, tôm hùm tre, tôm hùm Nha Trang. Đấy, thiếu gì món ngon nhỉ? Cá trọi này, cá đồi này. Cá đồi vào gì? Gà chạy bụng. Rắn nè. Thôi. Chuột nè. Hoặc là hôm nay chỉ gọi review cái mì anh Ý thử rồi còn thử xem nó như thế nào. Nhưng mà ăn được á. Không phải không ngon. Nhưng mà không ngon mới nhỉ. Em tưởng nó phải ngon lắm cơ. Cứ tưởng nói chung cái đồ ngoại nhiều cái anh em mình cho thưởng thức hết. Như mì Ý này gọi là ăn thay mì được. Bún phở ấy. Được chưa nào? Nó không gọi là đỉnh cao. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye bye tất cả mọi người nha. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay thì hãy để lại cho mình một like, một share, một comment, đăng ký kênh và ấn cái nha. Bye bye. Bye bye. Tất cả mọi người nhá.